Hội nghị Trung ương lần thứ 6, khóa 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Theo chương trình, hội nghị sẽ có khoảng một tuần làm việc và kinh tế, xã hội và tài chính, ngân sách năm 2017, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán tài chính ngân sách năm 2018, tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới, tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp các tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tiến hành một số công việc quan trọng khác. Trong số các công việc mà Trung ương đưa ra bàn thảo lần này, có một số vấn đề mà cán bộ, đảng viên rất quan tâm, đó là vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quan tâm bởi nhiều điều này, nó tiên quyết quyết định tới chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy, quyết định tới sức mạnh của toàn dân tộc, nói chung cũng như sức mạnh lãnh đạo của sức chiến đấu của đảng nói riêng. Có thể nói Trung ương Đảng lựa chọn vấn đề này trong số các vấn đề trọng tâm cần bàn thảo ở Hội nghị Trung ương 6 là đúng hướng, đáp ứng được nhu cầu cấp bách của đất nước và nguyện vọng của cán bộ đảng viên. Bởi ai cũng biết thời gian qua, bộ máy chúng ta còn có những điểm còn chưa hợp lý, dẫn đến làm giảm hiệu quả giải quyết các công việc, thậm chí gây lãng phí tốn kém. Đó là gì? Đó là tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng mắt, kém hiệu lực, hiệu quả, chức năng, nhiệm vụ của một số tổ chức còn chồng chéo, cơ cấu bên trong chưa hợp lý, tổ chức bộ máy của khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp công lập chậm được đổi mới, tổ chức và biên chế ngày càng phình to, số lượng cấp phó, số người được hưởng chế độ hàm không hợp lý, cơ cấu chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn nhiều bất cập, số lao động phục vụ gián tiếp quá nhiều trong khi thiếu nhân lực trực tiếp làm chuyên môn nghiệp vụ, số người hưởng lương phụ cấp từ ngân sách nhà nước ở các đơn vị sự nghiệp công và người hoạt động không chuyên trách cấp xã ngày càng nhiều. Do đó, Hội nghị Trung ương chọn và thảo luận vấn đề này là đúng hướng, cán bộ nhân dân xem đây là bối cảnh chính trị lần hai của đảng. Thế nhưng cũng có không ít ý kiến lo ngại ra rằng liệu đổi mới chính trị sắp xếp bộ máy có dẫn đến bất ổn, khủng hoảng về chính trị xã hội hay không, có dẫn đến khả năng nguy cơ bị các phần tử xấu lợi dụng chống phá đất nước hay không. Nghi ngại này không phải không có cơ sở khi nhìn từ thực tiễn bài học đổi mới ở Liên Xô. Do sai lầm chủ quan nóng vội mà công cuộc cải tổ đổi mới ở Liên Xô đã nhanh chóng biến thành một công cuộc đổi mới sai lầm và phản bội, đưa Liên Nga, Liên Xô sụp đổ. Mặt khác, hiện nay các phần tử xấu cũng đang tìm mọi cách lợi dụng việc đổi mới chính trị của ta để gây sức ép, để nêu ý kiến, góp ý đổi mới tên đảng, đòi từ bỏ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đòi đa nguyên đa đảng. Nếu không cảnh giác và tỉnh táo, chúng ta hoàn toàn có thể phải rơi vào những tình cảnh đó. Lúc đó chính trị xã hội sẽ vô cùng bất ổn, mà người dân thì chỉ muốn mong muốn chính trị ổn định để làm ăn, sản xuất kinh doanh, không muốn thấy cảnh như không muốn thấy mình tự nhiên mất mạng như vụ xả súng ở Las Vegas vừa qua. Vì thế, đổi mới nhưng thiết nghĩ chúng ta cũng cần nên thận trọng, nói như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đó là cần đặc biệt chú ý đảm bảo tính đổi mới tổng thể hệ thống, đồng bộ, liên thông, kết hợp hài hòa giữa kế thừa ổn định với đổi mới phát triển, không nôn nóng từ cực nọ nhảy sang cực kia, gắn đổi mới tổ chức bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo, với tinh giảm biên chế và cải cách tiền lương, xử lý hài hòa mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội. Người dân đang trông đợi Hội nghị Trung ương 6 sẽ bàn thảo được nhiều vấn đề quan trọng, đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến chắc.